Ơi, được cũng xin chào cả nhà nha. Giờ mới đến điểm cầu rồi bạn ơi. Hôm nay đi với sư phụ mình tiếp. Đó, mình đem cần máy ra hôm nay câu cá tra. Sư phụ thì ổng tiếp tục ổng câu cá thắt lát các bạn. Ổng phái mấy con thắt lát mời. Đó. Hôm nay có thêm thằng thủ đi theo luôn nữa nè. Rồi, giờ mấy anh em chuẩn bị xong mồi ra cần rồi, được cũng tranh thủ ra cần các bạn ơi, ghiền quá ghiền rồi. Rồi, được chào cả nhà nha. Móc trùng hồi của mình bây giờ vẫn là trùng hổ, được có trùng hổ luôn nha anh em. Này chưa hết hàng tiếng rồi, nó trùng hổ thứ già luôn, luồn vô con nào là đáng con đó đó bạn. Đó, sướng thiệt chứ, con nào nó nhìn kìa, nhìn đi gan là con trùng hổ vậy đó. Rồi tranh thủ thôi. Cần có được cắm gì luôn. Nãy giờ giật cá lên mặt nước rớt xuống hoài cả nhà ơi. Cái của mình này mò bận tim ngoài quá trời luôn á. Cá các bạn chạy vô luôn các bạn ơi. Cá gần này nè các bạn. Mà nó nuốt luôn rồi. Sao thả nó đây. Đó. Dạ. Rồi. Rồi thầy lên cá nha anh em. Thắt lát nha các bạn. Mở máy không kịp không giật. Lát cấu không nha các bạn. Nãy giờ không xảy, nãy giờ không có được. Hai thầy trò đang đậu chỗ khác nữa. Coi thật quả coi sao nha các bạn.
Sư phụ chờ 4 cây. Nó ọc rồi đó. Không phải xịt cho nó ngon chứ, xịt xịt vô càng rồi các bạn ơi. Quá hồi lực các bạn ơi. Rồi. Được đang thay màu gần kia bạn, thấy nó bay thẳng nè. Mới thay ăn trụng mớ luôn. Ôi. Nút luôn các bạn. Quá khứng cái trà này bự rồi. Tất cả nó nút tuốt trong luôn á nè. Rồi sướng. Ôi, sướng các bạn ơi. Để được gỡ nó ra nha. Nguy hiểm lắm. Cá này quá mập luôn à. Xịt cho nó lúc. Ôi sướng mà ơi, giờ nó nuốt lử rồi, cha khủng nó nghe anh em. Sướng anh cả nha. Được đang luồn trùng bữa luôn trời ơi, hai chân giờ thấy gớm luôn anh em. Đó. Hai con nha, con đầu hơi nhỏ con sao bự nè. À, sướng quá sướng rồi các bạn ơi. Rồi đi chào anh em nha, giờ canh cá tiếp thôi, chuẩn bị luồn trùng tiếp vô các bạn ơi. Sướng quá, trùng giờ sướng rồi các bạn. Giờ được quay xéo bên kia lại, con này nó qua ngang nó chạy lên xịn rồi. Cái thấy ọc ở phía kia thả nó xuống rồi coi sao nghe anh em. Đó, mong mày kiếm thêm nhớt nhớt rồi nữa nha. Đây được làm được hai con là sướng rồi, thầy được một hai con cá thác lát vậy đó. Chung là có clip cho vị và các bạn xem là sướng nhất à. Được để cái máy quay được ngay đây nè cả nhà, rồi được lấy cái bị của được quắn lại, chứ chân quay được bỏ dưới bến đò rồi. Nó được quắn lại rồi được để cái máy được quay, cho nên là chắc cũng không có đẹp cho mấy anh em cũng thông cảm cho được nha. Đó, canh cá thôi, bèn thẳng dây quắn vào chạy lãng. Rồi anh tiếp tục nha anh em. Để được đi lại sư phụ được cái được để máy gì chờ luôn các bạn ơi. Không mà nó sẽ bên thẳng thẳng gì luôn. Sướng sướng nữa. Nãy chạy muốn tuột cái quần luôn.
phút thôi. Mơ đậu chỗ nữa nha cả nhà. Đó là hai cái cần mình gác đây. Thì sớm kia câu vừa hụt hai cái bạn ơi, nhát luôn mà ăn mà ben mà cong đọt mà cá quẩn luôn mà lại giờ không dính, thua thiệt chứ. Với màu trùng này nó cộm ra nhiều các bạn, cho nên là nó không sốc. Chứ không thôi mà câu cái gì nó mềm mềm là nó sốc rồi. Đây giờ điểm tiếp các bạn ơi, câu không dính là giờ hoài đó. Con nữa nha cả nhà. Ôi sướng quá sướng. Mình đứng thấy nó nhấp nhấp và được mở máy lên được canh. Ben bay xuống quất liền. Đó, trùng tiếp nha các bạn. Sướng nha anh em. Sướng sướng. Quá tê luôn các bạn ơi. Rồi, thấy nó đây luôn. Vô trùng mình cho nó ngon lành lắm mới được. Quá trời dơ. Rồi được sẽ xuống ngồi nha cả nhà.
hên luôn. Rồi điểm mới làm được con, quá sướng các bạn ơi. Đây con nữa nè cả nhà, nó nằm trong này nè, được thấy lóc. Sướng thiệt, khoảng thứ 6 thứ 7 ạ. Quá đã luôn. Mổ nó giờ này nọc quá chục. Cá tiếp anh em ơi. Họ không ăn được giờ lên kia nữa nha các bạn. Ụp sát bờ bên luôn. Bắt còn nó nhát quá. Hơi chiều nha các bạn, anh em chịu khó thông cảm mình cho được nha.
khúc này có trà bởi vì nó nhiều các bạn ơi, sướng. Ở đằng kia giật mấy con đó nó chạy nhé, tại sông mà chiều ngang nó cũng khoảng ba mấy mét nữa mà. Nãy được lâu rửa tay nhìn kỹ là nó thẳng băng nè, giật tóc ngang thấy mở máy quay lên liền chạy ghiết xuống. Ôi nó nhúng cái. Rồi được rồi, cũng xin chào cả nhà nha, chào anh em nha. Giờ khui thành quả bạn ơi, quay cho quý vị các bạn xem. Nữa chắc mình cũng kết thúc video tại đây các bạn. Nó giờ này tối rồi, nó tàu ngầm bữa nay lên được con tàu ngầm sướng sướng các bạn. Như tổng cộng 5 con, con cá cha nhỏ nữa. Mà con này sớm nó nuốt lử rồi nè cả nhà. Cho nên là mình bắt nó để thả nó cũng đâu có được đâu. Nó hôm nay quá sướng nha cả nhà. Tê tái tâm hồn luôn. Nó tê tái tâm hồn luôn nha. Nó quay cho cả nhà anh em xem. Rồi được, cũng xin chào anh em nha. Giờ mình cũng kết thúc video tại đây anh em ơi. Tối à. Rồi gom thành quả thôi. Mồi trùng hôm nay đạt thành tích ngoài mong đợi nha. Sướng. Rồi được, chào cả nhà. Hai gần câu của mình nè. Có thôi không thích hết thấy à. Được, chào cả nhà nha. Đây là combo được mới đánh ở trong khu vực vùng biên giới về. Đó, đây là dây của được đánh là dây này, máy được câu là máy này nha cả nhà. Đó. Dây này thì máy được câu là máy này nha anh em, dây Jimmy. Đó, combo của được đánh. Này được có xây 5.000 đó nha cả nhà, mà màu vàng. Thì anh em không thích xây 6.000 thì anh em lấy xây 5.000. Thì đây cây mình đánh là Humtim Black 2m4. Nhưng mà có mẫu 2m1 đây được thì được chào anh em mẫu 2m1 luôn. Đó thì cây này mình chiên lua nhưng mà được đi đến đi câu cá cha luôn để cho anh em thấy được cái độ khỏe và cái độ mạnh của cây nha. Cá có 2kg 2kg mấy là được ben lên luôn nha cả nhà. Đó thì nó bao mình nhắc tỉnh là 3kg, cho nên anh em cứ dưới 3kg thì anh em cứ nhắc tỉnh cho được. Đó thì mẫu này anh em thấy rất là đẹp chưa, nó đi câu lua rồi câu cha rồi được luôn. Đó, cây này thì 2m4 430.000. Cây này xây 5.000 thì 700.000, xây 6.000 là 720. Được khuyên anh em nên lấy xây 5.000 cho nó vừa nha. Rồi vậy này là 200.000 cuộn dây Jimmy Rico. Rồi anh em mua hàng thì cứ order cho mình qua số điện thoại 0963 890 470 nha. Rồi được chào anh em nha.